Trong khi những giải vô địch quốc gia đã đi hết chặng đường, đội bóng đứng trên đỉnh cao cũng đã được tìm ra, thì vẫn còn những trận chung kết cúp châu lục nữa ở trước mắt. Đáng chú ý nhất dĩ nhiên phải là màn đọ sức giữa Real Madrid và Borussia Dortmund tại chung kết Champions League. Mặc dù cán cân sức mạnh thì không được 1-9-1-10 khi đây chỉ là một trận đấu, lại còn diễn ra ở sân trung lập, thì khó ai dám đoán định cái kết cuối cùng. Và càng có phần lo ngại hơn từ phía của kền kền trắng, bởi vì họ đang gặp một số những vấn đề từ trên trời rơi xuống. Luka Modric đã xác nhận ký tiếp hợp đồng mới, nhưng công việc của anh ở mùa giải tiếp theo thì chắc chủ đạo vẫn là kèm cặp mấy đàn em như Arda Güler và một vài cái tên khác trưởng thành. Nhưng Toni Kroos thì bất ngờ lại xác định sẽ giải nghệ ở tuổi 34, ngay sau khi mùa 23-24 khép lại, sau khi nghĩa vụ của anh cùng với đội tuyển quốc gia xong xuôi hết cả. Còn Tchouaméni, dù vẫn còn đến gần 2 tuần nữa thì trận chung kết mới diễn ra, nhưng theo thông tin được biết thì chắc chắn là anh sẽ không kịp bình phục và sẽ phải ngồi ngoài. Với anh tám nghiệp, chắc chắn là chúng tôi sẽ có một video sau, chắc vẫn là mê cái cách Kroos giải nghệ thôi. Còn sự tập trung hiện tại sẽ liên quan đến chất lượng thi đấu trước ngày định đoạt. Tchouaméni phải ngồi ngoài, điều này có đáng lo đến thế với thầy trò Carlo Ancelotti hay là không? Đây là nguồn tin được tờ thân tín với Real Marca công bố rằng anh gặp chấn thương trong trận bán kết với Bayern Munich. Tiền vệ người Pháp sẽ khó lòng bình phục kịp thời, qua đó sẽ khiến vị trí tiền vệ đánh chặn tuyến giữa cần có những sự thay đổi để phù hợp với tình hình. Đây không phải lần đầu tiên mà Tchouaméni gặp chấn thương trong mùa bóng. Anh cùng với Camavinga đã phải ngồi ngoài ở giai đoạn cuối năm ngoái. Cùng khoảng thời gian đó thì thành tích của kền kền trắng cũng sa sút đi trông thấy. Nay chỉ mình Tchouaméni thiếu vắng, thầy An vẫn còn Camavinga, nên chắc khối 4-4-2 kim cương sẽ vẫn được sử dụng với việc Camavinga đã thay thế vị trí của Tchouaméni. Điều này đã diễn ra rất nhiều lần trong mùa giải. Còn nếu muốn chơi chặt chẽ hơn nữa, khối 4-2-3-1 với Camavinga cùng với Toni Kroos cũng sẽ là một lời giải phù hợp, giống như cách mà Real Madrid vượt qua Man City cùng với Bayern Munich ở trận tứ kết và bán kết. Trước hùm xám, một đối thủ có thể hình đô vật, sự lựa chọn của thầy An cho đội hình ra sân là một khối 4-4-2 cùng với Toni Kroos và Tchouaméni thống trị ở tuyến giữa. Đối thủ trong trận chung kết của Real Madrid cũng là một đội bóng đến từ Đức khác, cũng có điểm cộng về thể hình cùng với cách chơi pressing khó chịu. Nhiệm vụ của những cầu thủ đánh chặn tuyến giữa vì thế rất quan trọng, bởi Toni Kroos còn phải đảm nhận trọng trách chia bài, dâng lên cao tạo những quả tạt. Anh cần một người bao bọc phía sau đủ tốt. Tchouaméni thì dù khá thầm lặng, anh còn vượt xa vai trò của một destroyer phổ thông thường thấy. Tchouaméni mùa giải này đang có thời lượng ra sân hơn 2.500 phút, cao thứ 7 toàn đội. Anh chính là một nhân tố quan trọng thường xuyên có mặt trong những trận cầu lớn. Anh đang sở hữu số đường truyền chính xác trung bình cao thứ 4 toàn đội với 50,8 ở La Liga cùng tỷ lệ đạt 92%. Tchouaméni rất đầm mình, trâu bò và không ngại va chạm trong những tình huống 50-50. Cầu thủ người Pháp thường chơi khá lăn xả, đôi khi người ta thấy nhân vật này trở thành máy chém, khiến cho những đường kéo bóng của đối phương bị chặn đứng ngay lập tức. Và ngay cả khi đang nằm trên sân, Tchouaméni cũng đủ sự nhạy bén và khéo léo để tìm thấy những người đồng đội xung quanh, tạo nên một đường truyền nhằm mục tiêu phản công ngay lập tức. Mặc dù đôi khi có những pha bóng gắt trên sân, Tchouaméni không hẳn là một dạng cầu thủ băm bổ không cần biết đến ngày mai, là một dạng tiền vệ trụ ở giữa sân, thế nhưng chỉ số tắc bóng của anh thực ra là không nổi bật. Thay vào đó là số lần cản phá những đường truyền đạt đến 1,32 mỗi trận theo FBref, xếp hạng ở phân vị thứ 80 toàn châu Âu. Tchouaméni rất biết chọn vị trí, cách để xen giữa những đường truyền của đối phương. Những pha cắt bóng kịp thời của anh thường sẽ mở đầu cho một tình huống chuyển trạng thái của cả đội. Chỉ cần trái bóng được đưa trở lại vào đôi chân của những tiền vệ sáng tạo khi đối thủ đang có thiên hướng dâng lên để tham gia tấn công, một pha đánh ngược trở lại của thầy trò Carlo Ancelotti đã sẵn sàng. Chất lượng đường truyền, khả năng xử lý bóng khi bị đối thủ theo kèm của Tchouaméni đương nhiên là rất tốt. Cách hoạt động của anh tại Real Madrid thường sẽ gói gọn trong vai trò số 6, nhưng đôi khi Tchouaméni có thể dâng lên cao, thi đấu như một số 8 giống với giai đoạn anh trưởng thành từ Monaco. Cầu thủ này có khả năng dứt điểm từ xa rất ấn tượng. Hiện nay thì mức độ nguy hiểm từ những cú đóng ngoài vòng cấm địa của anh chắc chỉ xếp sau vào Werder với anh 8 mà thôi. Vào giữa tháng 4, Tchouaméni làm nguyên cả một siêu phẩm từ cự ly hơn 30m vào lưới của Mallorca, ấn định chiến thắng với tỷ số 3-1. Sau đó thì trong trận đấu gặp Barcelona lượt về, cầu thủ người Pháp được đặt niềm tin và cho đá ở tận vị trí CB. Trận đấu đó thì hàng thủ của kền kền trắng đã không gặp vấn đề bên hành lang cánh phải, còn Robert Lewandowski thì hoàn toàn mất hút như thường lệ trong những trận siêu kinh điển. Việc luân chuyển từ tiền vệ trụ xuống trung vệ với Tchouaméni là một thách thức lớn, bởi vì vai trò của anh khi chuyển đến đây gần như đã cố định ở tuyến giữa.
Chắc bởi đó là Real Madrid, bởi Ancelotti dẫn dắt nên cầu thủ người Pháp mới chấp nhận điều này. Ông thầy người Italia đã phải giải thích với truyền thông vào tháng 12 năm ngoái và cả tháng 2 năm nay về sự lựa chọn kỳ lạ. Tchouaméni không thích chơi ở vị trí trung vệ, giống như Camavinga không thích chơi ở vị trí wingback. Anh ấy tin rằng anh ấy sẽ chỉ chơi ở vị trí trung vệ nếu có trường hợp khẩn cấp. Tchouaméni sẽ tức giận vì điều này, nhưng anh ấy thật tuyệt vời với tư cách là một trung vệ. Anh ấy may mắn khi có thể chơi ở vị trí tiền vệ và hậu vệ. Anh ấy có tất cả những phẩm chất để trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy chơi rất tốt. Anh ấy có thể nhận bóng trong tư thế quay lưng như rất ít người khác. Và về mặt chiến thuật, anh ấy cũng rất giỏi. Tchouaméni đóng vai trò của một trung vệ thay thế bất đắc dĩ từ lượt trận trước RB Leipzig tại C1 vào tháng 2. Khi ấy thì Carlo Ancelotti sau trận đấu đã hết lời khen ngợi cầu thủ người Pháp. Trong một mùa giải mà Eder Militao chấn thương dài hạn và vừa mới có một trận đấu thảm họa trước Villarreal, Nacho Fernandez, Alaba và Rudiger cũng có những quãng nghỉ về chấn thương. Quyết định của thầy An hướng về Tchouaméni là có thể hiểu được. Chiều cao tốt, đạt 1m88, khả năng tranh chấp, nhận bóng khi chịu áp lực ở khu vực giữa sân thì đã được khẳng định. Tchouaméni đá trong vai trò trung vệ cũng hiếm khi mắc lỗi vị trí, bởi vì khi đội nhà phải đương đầu với những đối thủ nặng đô như là Man City, anh cũng thường xuyên phải xuất hiện trong khu vực vòng cấm của đội nhà. Trong những tình huống cố định, Tchouaméni cũng sẵn sàng tạo nên những điểm chạm trên không. Thực tế thì ở La Liga, anh có đến 2 bàn thắng đến từ những tình huống như vậy. Có Tchouaméni trong đội, Ancelotti cũng có thể tăng cường khả năng tấn công của đội bóng khi luôn có một cầu thủ sẵn sàng thay đổi vị trí khi cần thiết. Như trong cuộc chiến ở lượt đi trước Bayern Munich, việc đưa vào sân Camavinga thay thế cho Nacho Fernandez ở phút thứ 65 cũng đồng nghĩa với việc Tchouaméni sẽ lùi xuống và đá ở vị trí CB. Nhưng những điều này chỉ xuất hiện khi mà Tchouaméni khỏe mạnh và sẵn sàng cho ngày định đoạt. Sẽ phải cần đến một phép màu để tiền vệ người Pháp sớm bình phục chấn thương, có mặt trong trận đấu quyết định. Real Madrid với vị thế của một nhà vua đang hướng đến cú El Décimo Quinto. Biết bao những khó khăn họ cũng đã đều có thể vượt qua trong mùa giải năm nay. Chấn thương của Tchouaméni là một tổn thất, song liệu nó có khiến cán cân sức mạnh của cặp đấu cuối cùng này bị ảnh hưởng lớn hay không? Câu trả lời có lẽ là không. Sức mạnh của Real Madrid nằm ở chính DNA của họ, từ ban huấn luyện, từ nhuệ khí chiến đấu của từng cầu thủ. Trong phút lâm nguy, chưa bàn đến những ngôi sao sáng như là Bellingham, Vinicius hay Toni Kroos, ngay đến cả Lucas Vazquez hay Joselu cũng hoàn toàn có thể trở thành người hùng. Cùng với sự xác nhận của anh Tám rằng đây sẽ là mùa bóng cuối cùng, nên chắc dấu ấn còn lại của Real Madrid nhiều khả năng vẫn là một chiến thắng mà thôi.